Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào tất cả các chị nha, các chị vào đi nào. Mọi người vào cùng chơi mini game nha các chị nha. Chào chị Hoa Lung Linh ạ, chào chị Chi Lân, chào chị Nữ My nhá. Chào tất cả các chị yêu nha. Cùng vào chơi mini game với em nha. Chào chị Đặng Hùng ạ. Mọi người vào chia sẻ livestream cho em đi nào. Các chị vào chia sẻ livestream nha. Hôm nay cả nhà cùng chơi mini game nha các chị nhá. Chơi mini game nha. Phần quà là một áo phông Gucci ạ. Phần quà là một áo phông Gucci như em đang mặc nha các chị nhá. Một áo phông Gucci cao cấp như em đang mặc ạ. Mọi người chia sẻ livestream cho em đi nào. Mọi người chia sẻ livestream lên các hội nhóm chợ cho em nha. Em xin chào chị Chi Lân ạ. Mọi người vào đi nào, mọi người vào chia sẻ livestream cho em đi nào. Những ai đang xem livestream comment em biết nhá, để em chào mọi người nhá. Mọi người vào chia sẻ livestream mạnh lên nhá. Em đang test tương tác nick này nhá, mọi người vào chia sẻ cho em ạ. Mọi người vào chia sẻ lên trang cá nhân cho em nhá. Từ bây giờ em sẽ chuyển qua like ở nick này ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ để cùng chơi mini game nha các chị nhá. Mọi người chia sẻ đông vui lên để cùng chơi mini game nào. Những ai đang xem livestream comment để em biết nào. Comment để em biết là mọi người đang xem livestream của em nhá. Nào, mọi người chia sẻ đông vui chúng ta cùng chơi mini game nha các chị nhá. Cùng chơi mini game ạ. Nào, các chị chia sẻ đông vui lên để chơi mini game đi nào các chị ơi, mọi người chia sẻ đông vui lên đi nào. Chia sẻ, cả nhà chia sẻ đông vui để cùng chơi mini game nhé mọi người nhá. Chơi mini game này, phần quà là một phông Gucci như em đang mặc nhá. Mọi người có thể tùy chọn màu ạ. Một phông Gucci như em đang mặc, tùy chọn màu luôn nhá. Nào, mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. Mọi người chia sẻ livestream này cùng trả lời câu hỏi nhá các chị nhá. Cùng trả lời câu hỏi nào, tìm Thánh Y Quy nào mọi người nào. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ nhá. Từ bây giờ em sẽ chuyển qua like ở nick này nha mọi người nha. Em sẽ chuyển qua like ở nick này, rất là nhiều hàng đẹp giá rẻ luôn ạ. Nào mọi người chia sẻ nha, chia sẻ lên cho em nào. Tìm Thánh Y Quy nào các chị ơi, mọi người chia sẻ nha. Trả lời đúng câu hỏi, phần quà là một chiếc áo phông Gucci như em đang mặc ạ. Một chiếc phông Gucci như em đang mặc nha các chị nhá. Chia sẻ lên nhiều hội nhóm chợ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ nhiều lên hội nhóm chợ cho em nha. Nào, em xin chào chị Trần Thị Ban ạ. Mọi người chỉ cần trả lời đúng câu hỏi này nhá mọi người nhá. Trả lời đúng câu hỏi này ạ. Phần quà là một phông Gucci như em đang mặc nhá. Các chị có thể tùy chọn màu này. Rất là nhiều màu luôn nhá. Rất là nhiều màu luôn nhá. Màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu đỏ ạ. Các chị có thể tùy chọn màu nhá. Mọi người chia sẻ livestream nào, trả lời câu hỏi nhá. Trả lời không giới hạn luôn ạ. Cầu nào không bắc qua sông các chị ơi, trả lời không giới hạn nhá. Chia sẻ livestream nha mọi người nha. Chia sẻ livestream 5 lần lên trang cá nhân này các chị này. 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nhá. Trả lời đúng câu hỏi, phần quà là một phông Gucci như em đang mặc nhá. Một chiếc áo phông như Gucci như em đang mặc, các chị có thể tùy chọn màu nhá mọi người nhá. Tùy chọn màu luôn ạ. Nào các chị vào trả lời câu hỏi nha. Chia sẻ livestream 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nha mọi người nhá. Chia sẻ livestream cho em nào. Trả lời câu hỏi đúng sẽ nhận được một phần quà là một chiếc phông Gucci ạ. Trả lời không giới hạn luôn nha mọi người nhá. Trả lời không giới hạn luôn ạ. Mọi người chia sẻ cho em nha. Cầu nào không bắc qua sông các chị ơi. Cầu nào không bắc qua sông nhở. Câu hỏi rất là dễ luôn ạ. Câu hỏi rất là quen thuộc nhá mọi người nhá. Cầu nào không bắc qua sông nè. Mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. Mọi người chia sẻ livestream để cùng chơi mini game nhá. Phần quà là một phông Gucci như em đang mặc nè. Đây một phông Gucci như em đang mặc nhá mọi người nhá. Chia sẻ livestream nè. Mọi người chỉ cần chia sẻ livestream 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nhá. Cầu vượt chưa đúng các chị ơi, mọi người chia sẻ cho em nè. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Có thể đáp án không giới hạn luôn ạ. Mọi người có thể đoán nhá. Đoán nhiều lần nhá mọi người nhá. Mỗi người cũng có thể đoán nhiều lần ạ. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ cho em đi nào.
Mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ cho em nhá. Cầu nào không bắc qua sông các chị ơi, cầu nào không bắc qua sông nào. Chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm chợ cho em nhé mọi người nhé. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho em ạ. Mọi người chia sẻ đi nào các chị ơi, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Cầu nào không bắc qua sông các chị ơi, cầu nào không bắc qua sông ạ. Câu hỏi rất là đơn giản luôn nha. Cầu nào không bắc qua sông các chị ơi. Chia sẻ thật nhiều lên trang cá nhân nhá. Áo phông Gucci thì mọi người có thể tùy chọn màu ạ. Các chị có thể tùy chọn màu nhá. Mọi người chia sẻ cho em nào, cầu Ô Thước không đúng các chị ơi. Cầu nào không bắc qua sông ạ? Chào chị Hoài Phương nào. Cầu nào không bắc qua sông các chị ơi, mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream lên trang cá nhân, lên hội nhóm chợ và cầu vồng không đúng các chị ơi. Và ấn theo dõi Facebook Phạm Thảo Ly và Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước nhá mọi người nhá. Cầu nào không bắc qua sông nào, mọi người chia sẻ cho em nào. Cầu nào không bắc qua sông nhờ, cầu vồng chưa đúng các chị ơi. Rồi ok, em cảm ơn chị Trà Lành đã chia sẻ ạ. Nào mọi người đoán đi nào, một câu hỏi rất là dễ nhé mọi người nhá, rất là dễ ạ. Cầu nào không bắc qua sông nào, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Cầu nào không bắc qua sông nhờ các chị nhỏ, cầu vồng chưa phải nhé mọi người nhá, cầu vồng chưa phải đâu ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nào, phần quà là một phông Gucci em đang mặc này các chị này. Phông Gucci em đang mặc mọi người có thể tùy chọn màu nhá. Màu vàng này, màu trắng này, màu đen nhá mọi người nhá. Màu vàng, màu trắng, màu đen ạ. Các chị có thể tùy chọn màu nhá. Phần quà là một phông Gucci đấy ạ. Một phông Gucci như em đang mặc nhá. Mọi người tiếp tục đoán đi nào. Mọi người tiếp tục đoán đi ạ. Chia sẻ thật nhiều lên trang cá nhân nhá. Cầu Kiều không phải đâu các chị ơi. Cầu Kiều là chưa phải nhá. Nào, phần quà là một phông Gucci như em đang mặc ạ. Cầu nào không bắc qua sông các chị ơi. Cầu nào không bắc qua sông ạ. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Xin chào chị Hà Thu ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Hôm nay em sẽ sale hàng rất là rẻ luôn ạ. Vừa chơi mini game vừa sale hàng nhá. Cầu trượt không phải đâu ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nhá mọi người nhá. Cầu nào không bắc qua sông, cầu trượt chưa phải đâu chị ạ. Phương Dung Đỗ ơi, cầu Kiều chưa phải nhá. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ lên các hội nhóm chợ cho em nhá các chị nhá. Chia sẻ thật nhiều lên các hội nhóm chợ cho em này. Cầu kính chưa phải đâu các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Chia sẻ lên các hội nhóm chợ nhá. 5 lần lên hội nhóm chợ và 5 lần lên trang cá nhân nhá. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước ạ. Cầu kính chưa phải nhá mọi người nhá. Nào phần quà là một phông Gucci nhá mọi người nhá. Một phông Gucci như em đang mặc các chị có thể tùy chọn màu ạ. Màu trắng, màu đen và màu vàng nhá. Mọi người có thể tùy chọn màu nhá. Phông Gucci rất là đẹp luôn ạ. Cầu nào không bắc qua sông là mọi người chia sẻ lên 100 view em sẽ gợi ý nhá. Hai từ thôi nhá mọi người nhá. Cầu vượt chưa phải ạ. Cầu thị chưa phải đâu các chị ơi. Cầu thủ chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nha. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên ạ. À chữ cái đầu tiên nha mọi người nhá. Cầu cạnh chưa phải nha. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý chữ cái đầu tiên ạ. Cầu thủ chưa phải nha mọi người nha. Nào rất là nhiều đáp án hay rồi ạ. Cầu vợt chưa phải nhá. Các chị chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ lên hội nhóm chợ cho em nhá. Cầu an nhiên chưa phải ạ. Cầu lông chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ nào. Phần quà là một phông Gucci như em đang mặc. Các chị có thể tùy chọn màu này. Đây mọi người có thể tùy chọn màu nhá. Nào cầu cạnh chưa phải nào. Mọi người chia sẻ cho em nào. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ nhá. Cầu tiêu. Cầu tiêu chưa phải đâu các chị ơi. Cầu tiêu chưa phải nhá. Nào cầu nào không bắc qua sông các chị ơi. Cầu gì không bắc qua sông nào. Cầu vồng chưa phải chị Hương Nguyễn ơi. Cầu tôm chưa phải nào. Mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ lên 50 view nhá. Lên 50 view em sẽ gợi ý chữ cái đầu tiên nhá mọi người nhá. Chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý chữ cái đầu tiên này. Cầu vồng chưa phải, cầu thủ chưa phải nào các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Chia sẻ lên 50 view ạ. Cầu Ô Thước chưa phải ạ.
Lên 50 view em sẽ gợi ý chữ cái đầu tiên nha mọi người nha. Gợi ý chữ cái đầu tiên cho các chị chia sẻ lên 50 view cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ nha mọi người nhá. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ ạ. Phần quà là một phong Gucci nhá. Cầu giao chưa phải, cầu hôn chưa phải các chị ơi. Cầu giao chưa phải, cầu hôn chưa phải nào. Cầu vồng chưa phải ạ. Phần quà là một phong Gucci này, cầu lăn chưa phải nhá các chị nha. Mọi người chia sẻ lên hội nhóm chợ nhá. Nhớ là phải làm đủ các bước ạ. Chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ cho em. Cầu cạnh chưa phải nhá các chị ơi. Cầu cạnh chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý chữ cái đầu tiên nhá. Rồi em sẽ có gợi ý cho mọi người nhá. Chia sẻ lên 50 view em sẽ có gợi ý cho mọi người ạ. Cầu vồng chưa phải này. Cầu vồng quyết chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ nào. Mọi người tiếp tục đoán nhá. Tiếp tục đoán nhá. Em sẽ tặng lại phong Gucci đây nhá các chị nhá. Phong Gucci này. Các chị có thể tùy chọn màu luôn đây ạ. Phần quà là một áo phông Gucci như em đang mặc đây nhá các chị nhá. Phông Gucci như em đang mặc. Cầu gãy chưa phải, cầu mưa chưa phải các chị ơi. Nào cầu nào không bắc qua sông nào các chị ơi. Cầu nào không bắc qua sông, một câu hỏi rất là quen thuộc đúng không ạ? Một câu hỏi rất là quen thuộc này. Cầu nắng chưa phải các chị ơi, cầu nắng chưa phải nào. Mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên chắc các trang cá nhân nhá. Chia sẻ thật nhiều lên trang cá nhân nhá. Cầu lộc chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Cầu khỉ chưa phải các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ nhá. Cầu vượt chưa phải ạ. Nào chia sẻ thật nhiều nhá. Chia sẻ thật nhiều nhá. Tăng lên 50 view em sẽ gợi ý nhá. Em sẽ có gợi ý cho mọi người ạ. Chia sẻ lên 50 view em sẽ có gợi ý cho mọi người này. Cầu vượt chưa phải, cầu lăn chưa phải nhá. Cầu sinh chưa phải ạ. Cầu nào chưa không bắc qua sông là các chị nào. Chia sẻ lên 50 view em sẽ có gợi ý cho mọi người nhá. Cầu vồng chưa phải nhá mọi người nhá. Cầu vồng chưa phải ạ. Nào, cầu nào không bắc qua sông ạ. Cầu nào không bắc qua sông. Cầu cứu chưa phải, cầu giao chưa phải ạ. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý này. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý nhá. Cầu tài chưa phải ạ. Cầu sinh chưa phải các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ nhá, ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên và Facebook Phạm Thảo Ly ở chế độ xem trước nha các chị nha. Phần quà là một chiếc phông Gucci như em đang mặc ạ. Cầu xin chưa phải, cầu xin chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ nào. Mọi người nhớ làm đủ các bước cho em nhé mọi người nhá. Nhớ làm đủ các bước, chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ cho em ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Cầu xin chưa phải, cầu xin chưa phải, cầu tài chưa phải, cầu giao chưa phải này. Cầu cảnh chưa phải ạ, cầu mây chưa phải đâu các chị ơi. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ nhá. Mọi người nhớ phải chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ. Lên 50 view em sẽ có gợi ý đầu tiên cho mọi người ạ. Chia sẻ lên 50 view em sẽ có gợi ý cho mọi người này. Cầu vồng chưa phải ạ, cầu thủ chưa phải ạ. Cầu nào không bắc qua sông mọi người ơi. Cầu nào không bắc qua sông ạ, cầu lộc không phải ạ. Mọi người đã có rất là nhiều đáp án hay đúng không ạ? Nào mọi người chia sẻ nha, nhưng mà chưa phải là đáp án đúng nhá. Có rất nhiều đáp án rất là hay rồi nhưng mà chưa phải đáp án đúng ạ. Mọi người tiếp tục chia sẻ cho em nhá. Chị nào đoán đúng sẽ là nhận được một phần quà của shop là một chiếc áo phông Gucci như em đang mặc. Tùy chọn màu nhá mọi người nhá. Phần quà là một phông Gucci như em đang mặc, các chị có thể tùy chọn màu đấy ạ. Phông Gucci cao cấp nhá. Cầu vồng chưa phải ạ. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ có gợi ý đầu tiên cho mọi người nhá. Cầu thủ chưa phải, cầu thang chưa phải ạ. Cầu thang chưa phải đâu mọi người ơi. Nào mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ và ấn kết bạn nick này cho em nhá. Cầu tiêu chưa phải, cầu tinh chưa phải, cầu tài chưa phải đâu các chị ơi. Nào mọi người ấn theo dõi nick này cho em nhá. Em chuyển qua tương tác nick này. Mọi người ấn theo dõi nick này cho em. Lên 50 view em sẽ có gợi ý đầu tiên nha mọi người nhá. Lên 50 view em sẽ có gợi ý đầu tiên cho mọi người. Cầu nam chưa phải, cầu tinh chưa phải ạ. Mọi người có rất là nhiều đáp án hay rồi đúng không nào. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Nhớ là chia sẻ thật nhiều vào các trang chợ ạ. Chia sẻ thật nhiều vào các trang chợ và trang cá nhân cho em. Lên 50 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên cho các chị nhá. Chia sẻ nhiều vào trang cá nhân cho em nào. Cầu vồng chưa phải đâu các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ nhá. Cầu treo chưa phải ạ. Rất là nhiều đáp án hay rồi đúng không. Cầu vồng chưa phải ạ.
Mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ cho em để lên view. Em sẽ gợi ý cho mọi người nha. Cầu tiêu chưa phải, cầu lông chưa phải các chị ơi. Cầu cứu chưa phải ạ. Nhớ là chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ cho em nhá. Cầu vượt chưa phải, cầu lông chưa phải đâu các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ nào, 5 lần lên trang cá nhân nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều, em sẽ có gợi ý cho mọi người nào. Chia sẻ tăng view, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Cầu giao điện chưa phải ạ, cầu vượt chưa phải ạ, cầu siêu chưa phải đâu các chị ơi. Cầu ước chưa phải ạ, cầu giao chưa phải ạ. Mọi người nhớ là 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nhá. Cầu khấn chưa phải này, cầu vượt chưa phải này. Đấy, mọi người chia sẻ đi nào. Cầu giao chưa phải nhá. Phần quà là một phong Gucci như em đang mặc nhá mọi người nhá. Tùy chọn màu ạ, cầu tinh chưa phải. Nào mọi người chia sẻ cho em nào, cầu vượt chưa phải nào mọi người ơi. Cầu vượt chưa phải nhá. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Chia sẻ cho em tăng view, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Chia sẻ tăng view để em gợi ý cho mọi người nào. Cầu công chưa phải ạ, cầu giao chưa phải nào các chị ơi. Cầu nào không bắc qua sông này. Đây rất là dễ luôn, câu hỏi rất là quen thuộc này các chị này. Mọi người chia sẻ tăng view, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Chia sẻ tăng view, em sẽ gợi ý cho mọi người. Cầu trời chưa phải, cầu tình yêu chưa phải. Các chị chia sẻ lên 50, 60 view, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Chia sẻ tăng view, em sẽ gợi ý cho mọi người này. Cầu vòng không phải, cầu lồi không phải, cầu đường không phải ạ. Cầu ước không phải. Chia sẻ lên 50 view, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Em sẽ gợi ý cho mọi người này. Nào, mọi người chia sẻ cho em nhá. Cầu thang trong nhà chưa phải nhá. Cầu đường chưa phải nhá mọi người nhá. Cầu bắt cầu này có 2 từ nhá mọi người nhá. Đáp án có 2 từ, đáp án có 2 từ thôi nhá mọi người nhá. Cầu may má chưa phải, đáp án chỉ có 2 từ thôi nha các chị nhá. Cầu xin chưa phải ạ. Cầu truyền hình chưa phải, đáp án chỉ có 2 từ này các chị này. Đáp án chỉ có 2 từ nhá. Cầu may mắn chưa phải, cầu xin chưa phải, cầu che chưa phải. Mọi người chia sẻ nào, mọi người chia sẻ lên 100 view em tiếp tục gợi ý nhá. Đáp án chỉ có 2 từ thôi nha các chị nhá. Cầu cống chưa phải, cầu ô thước chưa phải. 2 từ thôi các chị ơi, cầu vượt chưa phải, cầu tiêu chưa phải ạ. Cầu giao chưa phải nhá mọi người nhá. Đáp án chỉ có 2 từ thôi ạ. Đáp án chỉ có 2 từ. Một đầu tiên là từ cầu nhá mọi người nhá. Đáp án chỉ có 2 từ, đầu tiên là từ cầu ạ. Đầu tiên là từ cầu này mọi người này. Chia sẻ tăng view nào. Mọi người chia sẻ tăng view, em sẽ gợi ý tiếp cho mọi người nhá. Đáp án chỉ có 2 từ, đầu tiên là từ cầu nhá mọi người nhá. Cầu tình chưa phải, cầu giao chưa phải, cầu cạnh chưa phải. Các chị ơi, đáp án chỉ có 2 từ thôi ạ. Chỉ có 2 từ thôi nhá mọi người nhá. Đáp án chỉ có 2 từ ạ. Mọi người chia sẻ để em gợi ý cho mọi người này. Cầu vượt chưa phải ạ, cầu lông chưa phải, cầu sang chưa phải. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Đáp án chỉ gồm 2 từ nhá mọi người nhá. 3 từ là sai đấy ạ. 3 từ là sai nhá mọi người nhá. Cầu giao chưa phải, cầu ô chưa phải này, cầu vòng chưa phải nào. Mọi người chia sẻ để em gợi ý nào. Chia sẻ lên 100 view để em gợi ý nhá. Cầu hôn chưa phải, cầu lông chưa phải, cầu đinh chưa phải. Mọi người nhớ là làm đủ các bước ạ. Chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nha mọi người nhá. Cầu tự chưa phải ạ. Cầu hôn chưa phải, cầu răng chưa phải ạ. Cầu may chưa phải. Mọi người có rất là nhiều đáp án hay rồi ạ. Nhưng mà chưa phải là câu trả lời đúng nhất nha mọi người nhá. Chưa phải là câu trả lời đúng nhất ạ. Cầu đá chưa phải, cầu kiều chưa phải nào các chị ơi. Cầu gãy chưa phải ạ. Mọi người chia sẻ nào, tăng view lên thì em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Cầu răng chưa phải đâu ạ. Cầu tòm chưa phải, cầu trượt chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ tăng view lên, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Chia sẻ tăng lên 100 view thì em sẽ gợi ý cho mọi người. Cầu răng chưa phải, cầu cơ chưa phải đâu các chị ơi. Cầu thang chưa phải nha. Nào cầu nào không bắc qua sông các chị ơi. Cầu vòng chưa phải, cầu tự chưa phải, cầu giấy chưa phải nhá. Mọi người chia sẻ lên 100 view em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Đáp án chỉ có 2 từ nha. Từ đầu tiên là từ cầu nha mọi người nhá. Từ đầu tiên là từ cầu ạ. Cầu cơ chưa phải, cầu duyên chưa phải, cầu quan chưa phải ạ. Mọi người tiếp tục chia sẻ nào. Mọi người tiếp tục chia sẻ tăng view lên, em sẽ gợi ý cho mọi người. Cầu xong chưa phải nha. Cầu duyên chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ tăng view lên, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Cầu khỉ chưa phải, cầu trượt chưa phải các chị ơi. Chia sẻ lên 100 view em sẽ gợi ý nào. Gợi ý chữ cái đầu tiên nào các chị ơi. Đầu tiên là từ cầu nhá. Cầu thủ chưa phải này. Cầu đường chưa phải này mọi người ơi. Cầu phao chưa phải ạ. Cầu vượt chưa phải nhá. Mọi người nhớ là ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên nhá. Mọi người nhớ làm đủ các bước cho em.
Nhớ làm đủ các bước cho em nhá. Ấn kết bạn và theo dõi Facebook Phạm Thảo Ly ạ. Em đã ghi ở bên dưới nhá. Ấn kết bạn và theo dõi Facebook Phạm Thảo Ly nhá. Mọi người phải làm đúng các bước nhá mọi người nhá. Nhớ là phải làm đúng các bước cho em. Cầu thủ chưa phải nhá mọi người nhá. Cầu vượt chưa phải. Nhớ là làm đúng các bước cho em nào các chị ơi. Ấn kết bạn và theo dõi Facebook Phạm Thảo Ly ở chế độ xem trước ạ. Đồng thời ấn chia sẻ livestream nhá mọi người nhá. Ấn chia sẻ livestream 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ cho em ạ. Cầu thang chưa phải, cầu kiều chưa phải. Mọi người nhớ làm đủ các bước cho em nhá. Ấn kết bạn và theo dõi Facebook Phạm Thảo Ly ở chế độ xem trước. Đồng thời nhá, đồng thời chia sẻ livestream ở chế độ công khai cho em. 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nhá. Cầu giấy chưa phải, cầu cạnh chưa phải, cầu thang chưa phải các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ tăng view lên để em gợi ý cho mọi người nhá. Cầu thang chưa phải này các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ tăng view lên để em gợi ý nào. Mọi người đã chia sẻ chưa ạ? Cầu ngầm chưa phải, cầu mong chưa phải ạ? Nào mọi người ơi, cầu trì chưa phải nhá. Đáp án chỉ có hai từ nhá mọi người nhá. Đáp án chỉ có hai từ, từ đầu tiên là từ cầu ạ. Từ đầu tiên là từ cầu này các chị này. Từ đầu tiên là từ cầu nhá. Cầu đất chưa phải nhá. Cầu nguyên chưa phải ạ. Đáp án chỉ có hai từ nhá mọi người nhá. Đáp án chỉ có hai từ. Từ đầu tiên là từ cầu ạ. Cầu mai chưa phải này. Cầu vượt chưa phải. Cầu tôm chưa phải ạ. Cầu nối chưa phải nhá. Mọi người chia sẻ tăng view lên để em gợi ý nhá. Chỉ có hai từ cầu. Từ đầu tiên là từ cầu. Từ tiếp theo em sẽ gợi ý nào. Mọi người chia sẻ tăng view lên để em gợi ý nhá. Mọi người chia sẻ chưa nào. Mọi người chia sẻ chưa để em gợi ý ạ. Mọi người đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ để em gợi ý nhá. Mọi người đã chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ để em gợi ý này. Từ đầu tiên là từ cầu và từ tiếp theo là từ gì ạ? Từ tiếp theo em sẽ gợi ý ngay sau đây ạ. Em sẽ gợi ý từ tiếp theo ngay sau đây này mọi người này. Em sẽ gợi ý từ tiếp theo ngay sau đây nào. Mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ để em gợi ý chữ cái đầu tiên nhá mọi người nhá. Cầu tôm chưa phải, cầu nối chưa phải, cầu vượt chưa phải, cầu vồng chưa phải ạ? Chưa phải nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ lên 150 view để em gợi ý nào. Mọi người chia sẻ lên 150 view để em gợi ý nhá. Cầu nối chưa phải các chị ơi. Cầu nối chưa phải đâu mọi người ơi. Cầu nối chưa phải nhá mọi người nhá. Cầu vồng chưa phải, cầu trì chưa phải ạ. Cầu gì không bắc qua sông các chị ơi. Cầu gì không bắc qua sông ạ. Cầu nào không bắc qua sông nào. Lên 150 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên cho mọi người nhá. Lên 150 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên là 145 view rồi. Cầu hôn chưa phải, cầu nguyện chưa phải ạ. Cầu toàn chưa phải, cầu lông chưa phải ạ. Cầu cong chưa phải, cầu hôn chưa phải nhá mọi người nhá. Rồi lên 150 view rồi. Em sẽ gợi ý con số đầu, chữ đầu tiên này. Cầu gì bắt đầu bằng chữ L nhá mọi người nhá. Bắt đầu bằng chữ L ạ. Bắt đầu bằng chữ L nào. Bắt đầu bằng chữ L ạ. Mọi người comment đi nào. Bắt đầu bằng chữ L nhá mọi người nhá. Cầu nào không bắc qua sông nào. Bắt đầu bằng chữ L nhá. Cầu vồng chưa phải, cầu nối chưa phải ạ. Cầu khỉ chưa phải nhá. Bắt đầu bằng chữ L ạ. Cầu kiều chưa phải các chị ơi. Cầu cạnh chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ cho em nào. Mọi người ơi, bắt đầu bằng chữ L nào. Mọi người ơi nào, chia sẻ tăng view lên cho em nào. Chia sẻ lên tăng view cho em. Bắt đầu bằng chữ L nào mọi người ơi. Bắt đầu bằng chữ L. Cầu lông chưa phải nhá. Cầu vòng xám chưa phải đâu các chị ơi. Cầu sáp xây chưa phải. Bắt đầu bằng chữ L nhá mọi người nhá. Chỉ có hai từ thôi ạ. Một là đầu tiên là từ cầu, từ tiếp theo bắt đầu bằng chữ L ạ. Cầu lông chưa phải, cầu lộc chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ tăng view lên cho em nào. Cầu lung chưa phải này, cầu lông chưa phải này. Bắt đầu bằng chữ L nhá. Mọi người chia sẻ tăng view lên cho em nhá. Chia sẻ tăng view lên cho em. Bắt đầu bằng chữ L ạ. Cầu lượn chưa phải, cầu linh chưa phải, cầu lồi chưa phải ạ. Bắt đầu bằng chữ L nào mọi người đoán đi nào. Cầu lung chưa phải nhá. Bắt đầu bằng chữ L nhá. Cầu la chưa phải ạ. Cầu lượn chưa phải các chị ơi. Cầu lệ chưa phải. Bắt đầu bằng chữ L nhá mọi người. Nhanh tay nào, nhanh tay tinh quà nào. Phần quà là một phong buxi nhá. Tùy chọn màu ạ. Cầu là chưa phải các chị ơi. Cầu lông chưa phải nào. Bắt đầu bằng chữ L nào mọi người đoán đi nào. Chỉ có hai từ nhá. Đầu tiên là từ cầu và từ tiếp theo bắt đầu bằng chữ L. Nào cầu lộc chưa phải các chị ơi. Cầu làm chưa phải ạ. Cầu lượn chưa phải. Bắt đầu bằng chữ L các chị ơi. Cầu làm chưa phải đâu các chị ơi. Cầu lòng chưa phải ạ. Bắt đầu bằng chữ L nhá. Cầu lá chưa phải, cầu lên chưa phải ạ.
cầu nào bắc qua sông nhá mọi người, cầu lân chưa phải ạ, cầu mây chưa phải nha, cầu lộc chưa phải, sắp đúng rồi các chị ơi, sắp đúng rồi nào, mọi người chia sẻ cho em nào, cầu lợi chưa phải, bắt đầu bằng chữ L nhá, nhớ là chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân là 5 lần lên hội nhóm, ấn theo dõi Facebook Phạm Thảo Ly ở chế độ xem trước ạ. Cầu lợi chưa phải đâu các chị ơi, cầu lông chưa phải ạ. Cầu lạc chưa phải. Nào mọi người chia sẻ nào, tăng view lên cho em. Cầu lộc chưa phải, bắt đầu bằng chữ L nhá. Cầu lõm chưa phải, cầu làm chưa phải ạ. Gần đúng rồi các chị ơi, cầu lam chưa phải đâu nhá. Cầu lam chưa phải ạ, cầu lợi chưa phải ạ. Bắt đầu bằng chữ L, cầu lâu chưa phải, gần đúng rồi mọi người này. Cầu lắc chưa phải này, cầu lợi chưa phải, bắt đầu bằng chữ L nhá mọi người nhá. Bắt đầu bằng chữ L cho em đi nào. Cầu like chưa phải này, cầu lại chưa phải này. Bắt đầu bằng chữ L cho em đi các chị ơi. Cầu lượn chưa phải này. Nào cầu nào không bắc qua sông bắt đầu bằng chữ L ạ. Cầu làng chưa phải ạ, cầu lặn chưa phải ạ. Gần đúng rồi mọi người ơi, gần đúng rồi nào, mọi người chia sẻ cho em nào. Cầu lạc chưa phải nhá mọi người nhá. Gần đúng rồi nào, mọi người chia sẻ cho em. Cầu lõm chưa phải, cầu lòng chưa phải ạ. Bắt đầu bằng chữ L nhá mọi người nhá. Cầu lợi chưa phải ạ, cầu leo chưa phải nhá. Cầu lửa chưa phải đâu các chị ơi nào. Cầu lý chưa phải, sắp đúng rồi mọi người. Chia sẻ mạnh lên cho em nào. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em. Gần đúng rồi ạ, gần có đáp án đúng rồi nhá mọi người nhá. Chia sẻ mạnh lên cho em 5 lần lên hội nhóm chợ và 5 lần lên trang cá nhân. Cầu lim chưa phải, cầu lửa chưa phải, cầu lau chưa phải ạ. Bắt đầu bằng chữ L nào các chị ơi. Cầu lượn chưa phải nhá, gần đúng rồi. Cầu lệ chưa phải nào, cầu lau chưa phải. Cầu nào không bắc qua sông bắt đầu bằng chữ L ạ. Cầu lim chưa phải, cầu lắc chưa phải, cầu lửa chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Cầu thang chưa phải nhá mọi người nhá. Cầu lương chưa phải ạ, gần đúng rồi mọi người ơi. Bắt đầu bằng chữ L ạ, hai từ thôi. Cầu lim, cầu lẳng, cầu leo chưa phải. Mọi người ơi, chỉ còn một chút xíu thôi nhá, một chút xíu nữa thôi. Cầu lâu chưa phải nhá. Cầu leo chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nhá. Cầu lừa chưa phải ạ. Mọi người chia sẻ lên 250 view nhá. 250 view em sẽ tiếp tục gợi ý này. Cầu ô thước chưa phải. Cầu chỉ có hai từ nhá, chỉ có hai từ và từ đầu tiên là bắt đầu bằng chữ L ạ. Từ đầu tiên là bắt đầu bằng chữ L này các chị này. Đây, cầu lợi chưa phải, cầu lụa chưa phải ạ. Cầu lõm chưa phải nào, mọi người chia sẻ cho em nào. Cầu liệt chưa phải nào các chị ơi. Cầu lạnh chưa phải ạ. Gần đúng rồi mọi người, nhanh tay nào, nhanh tay nhá, chỉ có một chút xíu nữa thôi. Cầu le chưa phải ạ, cầu lương chưa phải nào. Mọi người chia sẻ, tiếp tục chia sẻ đi để em gợi ý tiếp nào. Chia sẻ lên 250 view gợi ý con chữ tiếp theo ạ. Chia sẻ lên 250 view gợi ý con chữ tiếp theo này. Cầu lửa chưa phải, cầu lộc chưa phải ạ. Cầu lưu chưa phải. Mọi người chia sẻ 250 view em sẽ gợi ý con số tiếp con chữ tiếp theo nhá. Con chữ tiếp theo nha mọi người kia, đây nha. Cầu lụy chưa phải, cầu lửa chưa phải các chị ơi. Cầu lá chưa phải, cầu lau chưa phải, cầu lộc chưa phải ạ. Nào tiếp tục chia sẻ lên 250 view em sẽ gợi ý con chữ tiếp theo ạ. Cầu lương chưa phải nào mọi người nào. Chia sẻ lên 250 view em sẽ gợi ý con chữ tiếp theo cho các chị nha. Cầu là chưa phải đâu, cầu lưu chưa phải nhá. Nào mọi người chia sẻ lên 250 view, em sẽ gợi ý con chữ tiếp theo cho các chị là con chữ gì ạ. Em sẽ gợi ý con chữ tiếp theo cho mọi người nhá. Cầu lợi chưa phải này, cầu lòng chưa phải này. Nào mọi người nào, gần đúng rồi các chị ơi, cầu lộc chưa phải nhá, cầu lộ chưa phải ạ. Chia sẻ lên 250 view em sẽ gợi ý con chữ tiếp theo cho mọi người nào. 250 view gợi ý con chữ tiếp theo nhá. Cầu lường chưa phải nào, cầu lý chưa phải, gần đúng rồi các chị ơi. Cầu lụy chưa phải nhá. 250 view em sẽ gợi ý con chữ tiếp theo cho các chị. Cầu lang chưa phải ạ. Chia sẻ lên 250 view gợi ý con chữ tiếp theo nào. Nào mọi người ơi, bắt đầu bằng chữ L nhá. Cầu này bắt đầu bằng chữ L này mọi người này. Cầu này bắt đầu bằng chữ L. Cầu nào không bắc qua sông ạ. Cầu nào không bắc qua sông bắt đầu bằng chữ L nhá. Cầu nào không bắc qua sông bắt đầu bằng chữ L. Lên 250 view gợi ý con chữ tiếp theo cho mọi người. Lên 250 view gợi ý con chữ tiếp theo cho mọi người nhá. Sắp lên rồi mọi người ơi. Nào mọi người nào, lên 250 view em gợi ý con chữ tiếp theo nào mọi người ơi. Gợi ý con chữ tiếp theo nhá. Cầu luyện chưa phải ạ. Đây em sẽ gợi ý con chữ tiếp theo cho mọi người này. Gợi ý con chữ tiếp theo cho các chị nhá. Gợi ý con chữ tiếp theo cho các chị là ai sẽ là người may mắn nhận được phần quà của shop nào. Ai sẽ là người may mắn nhận được phần quà của shop nhá. Đây em sẽ gợi ý con chữ tiếp theo cho mọi người nào. Đây nha mọi người nha. Nào, con chữ tiếp theo ạ.
tục đoán đi nào. Nào mọi người tiếp tục đoán đi nhá. Lên 250 view em sẽ gợi ý tiếp tục nào mọi người nào. Lên 250 view em sẽ tiếp tục nhá. Không phải cầu lông chị ơi. Cầu này không phải cầu lông ạ. Nào mọi người nào, mọi người chia sẻ cho em nào. Chia sẻ cho em nha. Cầu gì nào mọi người ơi? Cầu gì nào? Cầu lắc chưa phải, cầu lăng chưa phải ạ? Cầu lo chưa phải nào? Mọi người chia sẻ nào, cầu lặng chưa phải nhá. Chia sẻ tiếp tục để em gợi ý nào. Chia sẻ tiếp tục để em gợi ý nhá. Cầu like chưa phải, cầu lăng chưa phải nha mọi người nha. Cầu lăng chưa phải, cầu lắc chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ tăng view lên để em gợi ý cho mọi người tiếp nào. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ cho em nha. Cầu lắc chưa phải, cầu lan chưa phải, cầu lắc chưa phải nha mọi người nha. Cầu lăng chưa phải nào. Mọi người tiếp tục chia sẻ để em gợi ý nào. Tiếp tục chia sẻ nha. Tiếp tục chia sẻ để em gợi ý cho mọi người. Cầu lắc chưa phải ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Cầu lẳng chưa phải nhá. Cầu cạnh chưa phải ạ. Gần đúng rồi mọi người ơi. Gần đúng rồi nào. Mọi người chia sẻ tăng view lên nào. Gần đúng rồi các chị ơi. Cầu lặp chưa phải này. Nào mọi người chia sẻ tăng view lên để em tiếp tục gợi ý này. Cầu lan chưa phải nhá mọi người nha. Cầu lắc chưa phải ạ. Cầu lặng chưa phải đâu các chị ơi. Nào mọi người tiếp tục chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Cầu lập chưa phải đâu chị ơi. Cầu lão chưa phải ạ. Cầu lãi chưa phải đâu mọi người ơi. Nào cầu lang chưa phải. Nào mọi người chia sẻ tăng view lên để em gợi ý tiếp tục cho mọi người nhá. Tiếp tục gợi ý cho mọi người ạ. Nào gần đúng rồi mọi người ơi. Tăng view lên cho em nào. Gần đúng rồi em gần đúng rồi nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy đáp án gần đúng rồi ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nha. Cầu lăng chưa phải đâu nha các chị ơi. Nào mọi người nào. Mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ cho em nha. Cầu hôn chưa phải ạ. Cầu lắc chưa phải ạ. Nào chị nào chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ cho em nha. Đây nha, đáp án đây nha mọi người nha. Đáp án đây ạ. Nào mọi người nào. Chị nào comment nhanh nhất sẽ được nhận quà nha. Đây là đáp án của shop này các chị này. Đây là đáp án của shop nha mọi người nha. Nào, chị nào có đáp án là cầu lăn em sẽ ghim nhá. Chị nào có đáp án là cầu lăn thì em sẽ ghim này mọi người này. Nào, em sẽ ghim đáp án nhá. Em sẽ ghim đáp án tặng quà cho một người nào. Em sẽ ghim đáp án tặng quà cho một người nhá. Em sẽ ghim đáp án nào. Nào, có chị nào trả lời đáp án đúng không ạ? Chị nào trả lời đáp án đúng hay chia sẻ comment vào cho em nào. Chị nào trả lời đáp án đúng chia sẻ comment nha. Nào chị nào trả lời đáp án đúng comment vào đây để em tặng quà cho mọi người nào. Chị nào trả lời đáp án đúng nào. Mọi người chia sẻ để em tặng quà cho mọi người nào. Mọi người comment đáp án đúng để em chia sẻ tặng quà cho mọi người nha. Nào em sẽ ghi một chị bất kỳ trả lời đáp án đúng nào các chị nào. Đây nha, đáp án là cầu lăn nha các chị nha. Đáp án là cầu lăn này các chị này. Cầu lăn này. Cầu lăn nhá. Em sẽ kiểm tra nhá. Em sẽ kiểm tra xem chị đã chia sẻ chưa nào. Đáp án là cầu lăn nha mọi người nhá. Cầu lăn nhá. Em sẽ kiểm tra nhá. Em sẽ kiểm tra xem chị Trà Lành đã chia sẻ chưa nha mọi người nhá. Nếu chưa chia sẻ thì em sẽ chuyển phần quà cho người khác ạ. Nếu chưa chia sẻ thì em sẽ chuyển phần quà cho người khác nha mọi người nhá. Em sẽ kiểm tra chị Trà Lành đã chia sẻ chưa nào. Nào mọi người em sẽ kiểm tra nhá. Nếu mà chị Trà Lành chưa chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ thì em sẽ chuyển phần quà cho người khác ạ. Em sẽ chuyển phần quà cho người khác nha mọi người nha. Em sẽ kiểm tra ngay sau đây nhá. Em sẽ kiểm tra ngay sau đây xem chị Trà Lành đã chia sẻ cho em chưa ạ. Chị Trà Lành đã chia sẻ cho em chưa nào. Đây chị Trà Lành đã chia sẻ cho em rồi nha mọi người nha. Đây chị Trà Lành đã chia sẻ cho em rồi này. Rồi ok, phần quà sẽ chị Trà Lành inbox nha. Inbox cho shop để nhận quà. Inbox cho shop để nhận quà nha mọi người nha. Mọi người tiếp tục chia sẻ nào. Inbox cho shop để nhận quà nha mọi người nha. Inbox cho shop để nhận quà. Phần quà là một phong Gucci cao cấp như em đang mặc. Có thể tùy chọn màu nha. Màu trắng, màu đen và màu vàng ạ. Màu trắng, màu đen và màu vàng nha mọi người nha. Nào em tiếp tục bán hàng nào các chị nào. Tiếp tục bán hàng ngay sau đây ạ. Mọi người đã chia sẻ cho em rất là nhiều rồi. Mọi người chia sẻ cho em rất là nhiều rồi. Em sẽ bán tri ân cho khách hàng nha.
75k mã áo như em đang mặc nhá. 75k mã áo như em đang mặc có màu trắng, màu đen và màu vàng này các chị này. Màu trắng, màu đen và màu vàng, 75k mã áo như em đang mặc. Chị nào lấy comment nhá. Comment màu kèm số điện thoại cho em ạ. 75k mã áo như em đang mặc này các chị ơi, 75k thôi ạ. 75k mã áo như em đang mặc, chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em, giá chỉ có 75k thôi ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ cho em nhá. 75k mã áo như em đang mặc nhá. Nào, chị nào lấy thì comment nhá. Màu trắng, màu đen và màu vàng này. Nào. Màu trắng, màu đen và màu vàng nhá. 75k mã áo như em đang mặc nhá. Phong Gucci nhá các chị nhá. Gold phong Gucci. Đấy mọi người chia sẻ cho em để không bị ẩn thế nào. Tại vì là nhiều comment bị ẩn ấy mọi người ạ. Nhiều comment bị ẩn nhá. Nhiều comment bị ẩn ạ. Nào 75k mã áo Gucci như em đang mặc nhá. Chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em này. Có màu trắng, màu đen và màu vàng ạ. Mã này em có 3 màu này. Màu trắng, màu đen và màu vàng nhá. Chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại. Em tặng quà thật mà mọi người ơi, em tặng quà thật nhá mọi người nhá. Không phải là em lừa mọi người, tại vì là em chưa nhìn thấy đáp án đúng của mọi người ạ. Nhiều comment quá nên là đáp án nó bị trôi đi nhá mọi người nhá. Nên là em chưa thể nhìn thấy đáp án của mọi người, chứ em đây là em tặng quà thật cho mọi người này. Em tặng quà thật cho mọi người nhá mọi người nhá. Em tặng quà thật cho mọi người chứ không phải là tặng quà lừa cho mọi người đâu ạ. Nào ai lấy áo này thì comment màu kèm số điện thoại cho em ạ. Màu kèm số điện thoại này, màu trắng, màu đen và màu vàng nhá cả nhà nhá. 75k một chiếc ạ, phong Gucci như em đang mặc. Mã này thì các chị tầm khoảng từ 40 cân nhá. Từ 40 cân đổ lên đến khoảng 56-57 cân. Áo chống nắng bé ơi, chị ơi áo chống nắng thì em có hai loại. Loại đầu tiên là loại thô. Loại thô là 90k và loại lanh hai lớp thì là 170k nhá chị nhá. Nào ai lấy áo như em đang mặc thì comment ạ. Comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Có màu trắng, màu đen và màu vàng này các chị này. Màu trắng, màu đen và màu vàng nhá. Mã này thì em có cả mã chữ nữa. Em có cả mã chữ này các chị này. Có cả mã chữ nhá. Đây, chỉ mua lẻ là 80k. Mọi người mua từ 2 chiếc trở lên sẽ là 75k một chiếc nhá. Áo chống nắng thì có hai loại nhá. Loại thô là 80k và loại lanh hoa bên này, bên tay phải của em ấy ạ, thì là 170 nhá mọi người nhá. Áo chống nắng thì em có hai loại ạ. Nào, 75k một phong Gucci này. Chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em nhá. Em có màu trắng, màu đỏ, màu đen và màu vàng ạ. Màu trắng, màu đỏ, màu đen và màu vàng nhá. 75k một áo thôi. Ai lấy thì comment cho em nhá. Comment cho em màu kèm số điện thoại cho em ạ. Màu kèm số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Màu kèm số điện thoại cho em đây ạ. 1m656 cân vừa nhá. Bé Nguyễn Nha nhá. Chị đây loại lạnh cho em xem. Loại lanh đây, loại lanh đây các chị này. Đây em lấy loại lanh cho mọi người xem. Đây, lanh nhà em còn hai màu như thế này. Lanh nhà em còn hai màu nhá. Đây, lanh nhà em còn hai màu này. Hàng Uniqlo nhá mọi người nhá. Hàng Uniqlo này, mã lanh này là 170k nhá. Lanh hai lớp ạ. Lanh hai lớp nhá, kèm theo khẩu trang nhá các chị nhá. Dài rộng thoải mái luôn. Từ 40 cân đến khoảng 60-62 cân đều vừa ạ. Dài rộng thoải mái luôn này các chị này. Đây em còn hai màu là màu xanh với màu hồng. Chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em còn hai màu là màu xanh và màu hồng ạ. Màu xanh và màu hồng nhá các chị nhá. Lanh là 170k, còn thô thì là 90k nhá. Thô chỉ có 90k thôi nha mọi người nhá. Thô chỉ có 90k thôi này. Đây rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em các chị ạ. Lanh là 170, còn hàng thô này nhá mọi người nhá. Hàng thô này là 90k một áo này. Đây, hàng thô của nhà em đây nhá. Dài rộng thoải mái luôn, cũng là hai lớp, hai mặt, hai khẩu trang ạ. Hàng thô là 90k nhá. Ai lấy hàng thô thì comment cho em, ai lấy lanh thì comment cho em. Màu kèm số điện thoại cho em ạ. Áo như em đang mặc nào các chị ơi, áo như em đang mặc nhá. Em có 3 màu ạ, là màu trắng, màu vàng và màu đen nhá. Giá của nó là 75k một chiếc khi mọi người mua 2 chiếc ạ. Lẻ là 80k nha mọi người nhá.
Đây siêu đẹp luôn này. Siêu đẹp luôn nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nào. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Comment cho em màu kèm số điện thoại, màu vàng, màu đen và màu trắng ạ. Mã này có màu vàng, màu đen và màu trắng nữa chị này. Đây, chị nào lấy thì chốt nhanh cho em này. Nào, chốt nhanh mã này cho em nhá. Từ 40 cân đến khoảng 57 58 cân là vừa. Từ 40 cân đến 57 58 cân là vừa nhá mọi người nhá. Chốt nhanh cho em mã này nhá. Mã này là 75k một chiếc ạ. 75k này mọi người này. Màu trắng, màu vàng, màu đen và màu vàng nhá. Ai lấy thì comment cho em để em chuyển qua mẫu nha. Chị nào lấy mã đấy thì comment cho em để em đổi mẫu nhá. Nhà em có rất là nhiều mẫu mới luôn. Cực kỳ là nhiều mẫu mới siêu đẹp luôn ạ. Chuyển sang mã áo lụa này các chị này. Em chuyển sang mã áo lụa này nha. Lấy hồng. À mã này không có màu hồng đâu chị ơi. Chị lấy áo chống nắng hay là lấy áo phông à chị Trang? Áo phông thì không có hồng đâu. Áo phông thì em chỉ có màu vàng, màu trắng với màu đen thôi. Áo phông thì em không có hồng. Nếu mà chị lấy áo nắng hoa màu hồng thì comment là áo nắng hoa hồng cho em nhá. Đây em chuyển qua mã lụa này nào các chị ơi, chuyển qua mã lụa này nha. Chống nắng loại thợ may loại mấy loại lanh mấy lớp, lanh màu già quá. À màu đấy không già đâu chị ơi, màu đấy rất là mát mà, màu đấy cực mát luôn. Hàng hai lớp nha mọi người nha. Hàng lanh hai lớp ạ, à, hàng cao cấp đẹp luôn. Đây chuyển qua mã áo này các chị ơi. Chuyển qua mã áo như em đang mặc nha. Có màu đen, màu vàng này. Màu đen, màu vàng, màu xanh rêu và màu trắng ạ. Áo đi nắng thân dài là bao nhiêu? Hàng thô là 90k nhá. Hàng thô là 90k, còn hàng lanh thì là 170k. Có hai loại nha mọi người nhá. Đây áo như em đang mặc này các chị này. Áo như em đang mặc nhá, có cả màu vàng và màu rêu ạ. Mã như em đang mặc có cả vàng và có cả rêu nhá. Có cả vàng và có cả rêu đây các chị này. Mã này là 120k một áo nhá, đính kim sa này. Đây, đính kim sa rất là đẹp luôn. 120 một áo như em đang mặc nhá, đính kim sa cho mọi người nha. Chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment nhá. Áo này là áo lụa nha mọi người nha, áo lụa đính kim sa này 120 một áo, có màu đen, màu xanh và màu vàng. Màu đen, màu xanh rêu và màu vàng này các chị này. Màu đen, màu xanh rêu và màu vàng ạ. Chị nào lấy comment màu cho em nhá. 120k một áo lụa này. Siêu đẹp luôn đúng không? Siêu đẹp luôn. Nào chị nào lấy áo lụa thì comment cho em nhá. 120k một áo lụa thôi các chị ạ. 120k nhá. Chị nào lấy áo lụa comment cho em. Comment cho em màu kèm số điện thoại, màu đen, màu xanh rêu và màu vàng ạ. Có 3 màu nhá. Màu đen, màu xanh rêu và màu vàng cho em đi các chị ơi. Đây. Mã này áo chống nắng vô ok. Em chọn áo chống nắng màu hồng thì các chị Trang nhá. Áo chống nắng hàng đẹp mà mọi người ơi, đây hàng hai lớp này các chị này. Hàng lanh hai lớp nha, hàng Uniqlo ạ. Hàng Uniqlo lanh hai lớp nhá. Chị nào lấy thì comment cho em này. Đây siêu đẹp luôn. Rồi em chốt áo chống nắng này cho chị Đặng Trang nha. Chị nào lấy áo lụa nha em đang mặc thì comment nhá. Lấy áo chống nắng thì comment cho em ạ. Áo lụa nha, đang mặc là 120 nhá. Có màu đen, màu vàng, màu xanh rêu và màu trắng. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người tiếp tục chia sẻ cho em nhá.
Có ai chốt mã như em đang mặc không ạ? Chị nào chốt mã như em đang mặc thì comment nhá. Có cả màu xanh rêu, màu vàng nữa. Đổi mã nha mọi người ơi. Em đổi mã nha. Nhà em về nhiều sơ mi đẹp lắm. Em sẽ thử sơ mi cho mọi người xem nhá. Về nhiều sơ mi đẹp cực kỳ luôn. Em chuyển qua sơ mi cho mọi người xem này. Chống nắng. Chống nắng là hàng thô thì là 90k đấy mọi người nhá. Hàng thô thì là 90k. Còn hàng lanh hai lớp ạ. Hàng lanh hai lớp là 170k nhá chị nhá. Chuyển qua mẫu sơ mi này các chị này. Còn hồng nhá chị Tuyền Phương Nguyễn ơi. Đây nha, em còn màu hồng này này. Em còn màu hồng này nhá, màu hồng này cũng rất là đẹp này. Đấy, nếu mà chị lấy áo chống nắng hồng này thì cho em xin số điện thoại. Nếu mà lấy áo chống nắng hồng này thì cho em xin số điện thoại nhá, em còn một hồng nha. Đây nha mọi người nha, sơ mi này. Sơ mi dáng công sở nhá. Đây cái phần tay của nó nhá. Tay của nó tay rút rất là thời trang luôn ạ. Tay rút rất đẹp này các chị này. Đấy, phần tay của nó là phần tay rút rất là đẹp luôn. Áo là 80k một áo nhá. 80k một áo sơ mi đi em mặc các chị ơi. 80k một sơ mi nhá. Quần baggy thì là 120 ạ. Quần baggy là 120, sơ mi là 80k nha mọi người nha. Đây rất là đẹp luôn. Quần baggy nhà em dáng đẹp lắm đấy. Quần baggy nhà em dáng rất là đẹp nha mọi người nha. Có đủ size SML ạ. Quần baggy Gucci này các chị này. Đấy. Áo thì là 80k một áo. Áo này em có nhiều màu lắm. Áo này thì em có hoa màu sáng, hoa màu tối. Đây áo rất là nhiều màu này. Áo rất là nhiều màu nhá. Có cả hoa màu vàng này các chị này. Hoa màu vàng nhá. Hoa màu đỏ ạ. Hoa màu cam. Áo nhiều màu luôn. Em mặc size M màu hồng. Rồi ok, áo chống nắng thì là một size. Chị Tuyền Phương Nguyễn ơi, hàng một size nhá. Cái áo đấy thì mặc tầm khoảng từ 40 cân đến khoảng 60 cân là mặc được ạ. Từ 40 cân đến 60 cân là chị vừa. Nếu mà lấy thì comment màu hồng kèm số điện thoại cho em. Comment hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Sơ mi em mặc nào các chị ơi, sơ mi em mặc này. Còn vàng này. Hôm nay làm cả su ra này này. Màu vàng nhá. Màu đỏ. Màu cam nhá mọi người nhá. Hàng này là hàng. Mà bạn chắc áo bao tiền? Phúc An ơi, bạn hỏi mẫu nào nhỉ? Thu đi đâu Thu? Thu đi vào nhà đi nhanh lên. Hàng này là hàng thiết kế nhá, áo đen. Áo đen vừa mặc cho chị xem lại. Rồi ok, áo đen em vừa mặc cho chị xem lại này. Áo lụa Quảng Châu cao cấp này. Ok, hồng cho em xin số điện thoại chị ơi. Đây nha, áo lụa Quảng Châu cao cấp này chị này. Đây, hàng cao cấp có size nhá chị Lý Thu Thủy nhá. Em có màu đen, màu rêu và màu vàng nhá.
màu đen, màu rêu và màu vàng này. 120k áo lụa này nhá, đính kim sao rất là đẹp. Nếu mà chị lấy thì comment đen kèm số điện thoại cho em. Đen kèm số điện thoại nhá. Còn đen gì Thu? Thu, đi vào phòng chơi với Nhi đi nhanh nhanh. Áo như em đang mặc là áo thiết kế ạ. Rồi dồn đơn cho em nhé. Rồi ok, chốt sơ mi nữa. Rồi em dồn áo nắng này cho chị nhá. 170k áo nắng rất là đẹp luôn. Áo như em đang mặc là áo sơ mi nha mọi người nhá. Sơ mi hàng thiết kế ạ. 250k sale xuống còn 80k nha mọi người nhá. 250k sale xuống còn 80k. Tuyền Phương Nguyễn này. Không chín bảy người hàng treo năm lẻ nhưng mà treo bốn năm năm không chín bảy ba năm năm một bốn năm năm. Rồi ok, vô muộn rồi. Đây em vẫn đang like mà chị. Rồi em dồn đơn cho chị nhá, chọn thêm rồi để em gửi. Áo sơ mi em đang mặc hàng thiết kế này các chị này. Hàng thiết kế rất là đẹp luôn, mọi người có thể nhìn tem mác của nó nhá. Hàng thiết kế cao cấp luôn này các chị này. Đây, siêu đẹp luôn. Đây, mã này mọi người có thể vừa mặc đi làm, vừa mặc đi chơi. Các chị tầm khoảng từ 40-45 cân đến khoảng 55-56 cân quay đầu mặc vừa nhá các chị nhá. Em có hoa màu vàng này, hoa màu đỏ này, hoa màu cam này các chị này. Rất là nhiều màu hoa luôn. Hàng thiết kế nhá mọi người nhá. Đằng trước của nó thì là đính ngọc này, đính hạt ngọc rất là đẹp nhá. Chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment này. Sale là 80k một áo ạ. Em còn lẻ màu nên là em sale rất là rẻ. Mọi người nhanh tay mua đi nhá. Mỗi màu chỉ còn một chiếc thôi ạ. Mỗi màu chỉ còn một chiếc nhá mọi người nhanh tay nhá. Mỗi màu chỉ còn một chiếc mọi người nhanh tay đi nào. Ai lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chỉ với giá 80k thôi. Hàng này là hàng von lụa nhá. Hàng von lụa rất là đẹp luôn ạ. 80k một chiếc nè, ai lấy comment nè. Đây em dỡ màu cam ra cho mọi người xem nè. Màu cam thì rất là trẻ trung luôn. Đây nha, cái hàng này hàng von lụa nhá. Hàng von lụa này, chất của nó rất là xịn luôn. Mọi người nhìn tem mác của nó thì biết rồi. Hàng đẹp nên là em đang sale mác kính nha các chị nè. Mác kính nhá. À, cái mã này nếu mà mọi người mặc đi làm ý, mọi người có thể thả tay ra nhá. Thả tay ra này. Đây, tay của nó rất là rộng luôn. Đấy. Đây nhá các chị nhá, tay của nó dài rộng như thế này. Đấy, mọi người thả tay ra được này. Mọi người đi làm thì có thể thả tay ra nhá. Mã này rất là đa năng luôn. Đi làm thì có thể thả tay ra. Đây, tay của nó rộng như thế này cơ mà các chị này. Thoải mái mặc đi làm nhá mọi người nhá. Thoải mái mặc đi làm luôn đúng không? Đấy, chị nào đấy thì comment cho em màu kèm số điện thoại cho em. Vừa mặc đi làm vừa mặc đi chơi, mã này rất là yêu luôn. Vừa mặc đi làm vừa mặc đi chơi được nhá mọi người nhá. Ai lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Siêu rẻ luôn, em đang sale là 80k, 250k sale còn 80k nhá mọi người nhá. Chị nào lấy mẫu nào, màu nào thì comment cho em màu kèm số điện thoại cho em. Rồi để em chuyển mẫu nha mọi người nha. Em chuyển mẫu ạ. Chị nào lấy mẫu này thì comment nhá. Để em chuyển qua mẫu khác. Đây nha, chị nào thích có tay thì chuyển qua mẫu này nha. Chị nào thích có tay thì chuyển qua mã này. Chuyển qua mã lụa này cho em này các chị này. Đây, mặc rất là nhẹ nhàng nhá.
mặc nhẹ nhàng trẻ trung mà rất là mát. Đấy, mặc mát mà nhẹ tinh luôn các chị ạ. Hàng hoa 3D mới nhất luôn ạ. Màu vàng đấy chị Đinh Mạnh Hoàn này. Màu vàng đấy. Mã này chị mặc được đấy, mã này nhỏ nhỏ tinh tinh mặc rất là đẹp luôn. Đây màu vàng đấy nhá chị nhá. Đây 80k thôi, em đang sale rất là rẻ, mọi người nhanh tay mua đi ạ. 250k sale xuống còn 80k nhá, mọi người nhanh tay mua đi nhá. Chị nào thích có tay thì mặc mã như em đang mặc nhá. Chuyển qua mã như em đang mặc này các chị này. 60 cân mặc vừa chị ơi, mã này 60 cân vẫn vừa nha. Cao từ 1m6, 1m57, 1m58 trở lên thì vừa. Đây mã này em có cả màu đỏ nữa này. Hoa màu hoa rất là nhẹ nhàng mà mát nhá mọi người nhá. Màu hoa cực nhẹ nhàng luôn, hoa 3D ạ. Hoa 3D cao cấp nha mọi người, nhìn hoa của nó rất là sắc nét luôn. Đây, hoa cực kỳ sắc nét luôn. Em đang sale rất là rẻ, hàng Quảng Châu nha mọi người nhá. Mọi người nhanh tay mua đi ạ. Đây nha, mã này, mã như em đang mặc có màu vàng và màu đỏ nha mọi người nhá. Màu vàng và màu đỏ này, hoa rất là sắc nét này. Giá của nó là 200k sale xuống còn 100k. 200k sale xuống còn 100k thôi nha mọi người nha. Chị nào lấy thì comment nhanh tay cho em. Mã này là mã mới nhất trên thị trường này. Đây, mọi người mặc ít bị đụng hàng luôn nhá. Hàng Quảng Châu cao cấp, mọi người nhìn tem mác của nó là biết rồi. Mác lụa rất là đẹp luôn, hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Em có màu đỏ này, màu vàng đấy và màu nâu tây nữa. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Từ khoảng 45 cân đến khoảng 60 cân vẫn vừa nhá mọi người nhá. Đây. Chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại này. Áo lụa cao cấp nhá, rất là đẹp luôn ạ. Màu của nó thì cực là xinh luôn. Mặc cái mã fit neck đi. To nào, có chị nào chốt mã này thì comment cho em nhá, 100k thôi nhá. Đừng mặc màu đấy. 100k này, chị nào lấy thì comment cho em này, màu đỏ và màu vàng nhá. Hoa màu đỏ và hoa màu vàng. Đấy ạ, hoa màu đỏ và hoa màu vàng nha. Ai lấy thì comment cho em nhá. Mỗi màu em chỉ còn vài chiếc thôi. Đây, mỗi màu chỉ còn vài chiếc thôi nè. Chị nào lấy thì chốt nhanh cho em nha. Có chị nào thích mẫu này không, để em chuyển mẫu nào. Ai ưng mẫu này thì comment cho em biết nha mọi người nhá. Ai ưng mẫu này thì comment cho em biết, em chuyển mẫu. Chào chị Hậu Nguyễn, chào chị Nguyễn Thông Thảo. Quần bò đi. Nhi ơi, Thu ơi, mẹ gọi này. Đi đường kia. Nhi ơi, Nhi có về cùng mấy con nội luôn thì về đi. Chị gầy, chị mặc được mà, tại vì là cái phần này bình chít eo như này này chị này. Mặc được mà, mặc thoải mái. Lâu lắm rồi không xem em like.
Chị ơi, chuyển qua tương tác nick này giúp em nhé chị nhá. Có áo gì à chị ạ? Phạm Thị Minh. Crop top à hay là áo gì? Chuyển mẫu nha mọi người nha. Đây chuyển qua một mã sơ mi công sở này. Chuyển qua một mã sơ mi này nhá. Mọi người có thể mặc đi làm nha. Mã này mọi người vừa mặc với quần baggy, vừa mặc với chân váy đều ok nhá. Mã này các chị phối với quần baggy và chân váy đều ok. Mã này là hàng sơ mi thiết kế nhà em nhá. Hàng sơ mi thiết kế nhà em 300k, sale xuống còn 160k. Có chân váy xẻ. Kim ơi, chị Kim Anh Bùi ơi, có chân váy xẻ. Có váy xẻ rồi mọi người ạ. Hùng, mang sạc vào nhà đi em. Mang cái điện thoại này vào nhà sạc. Đây để em lấy chân váy xẻ cho mọi người xem. Em cảm ơn nha. Đây có mã chân váy xòe này các chị này. Có mã chân váy xòe đấy nha. Mã chân váy xòe hàng mới nhất nhà em đây. Chân váy này thì các chị mặc dài đến gối, có thể mặc đi làm ok. Đây đấy, dài đến gối mọi người mặc đi làm ok nhá. Hiện tại em còn 2 size, size S và size M. Chân váy này thì bên trong có quần ạ. Chân váy này bên trong có quần nha mọi người nha. Giá của nó là 180, sale xuống còn 140 ạ. Đây nha, bên trong có quần nhá, em còn 2 size S và size M. Giá của nó là 180, sale xuống còn 140. Mã này các chị mặc đi làm vô tư luôn này, tại vì là dáng dài ấy. Chị nào lấy chân váy xẻ thì comment cho em nhá, size S và size M. Chị Hậu với chị Hùng có mua gì không? Để em gửi cùng luôn cho chị xem váy xẻ hoa. Váy xòe hoa thì chủ yếu là váy liền thôi chị ạ. Váy xòe hoa thì em có váy liền, nếu mà chị ok để em lấy cho chị xem. Đây nha, nếu mà chị nào lấy chân váy này thì comment này. 140k đây nhá các chị nhá, 140k mã chân váy này bên trong có quần luôn. Mã này bên trong có quần luôn ạ. Ai lấy đi chốt cho em nhá. Size S và size M, size S cho các chị tầm khoảng từ 48-49 cân đổ lại. Size M cho các chị 55 cân đổ lại nhé mọi người nhá. Em có 2 size, size S và size M. Chân váy xếp ly này. Chân váy này phối với áo sơ mi đi làm rất là ok luôn nhá. Rất là thời trang luôn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Có ok liền em rồi, ok chị để em. Em lấy váy liền cho chị xem. Váy liền thì em còn nhiều mẫu lắm ấy. Váy liền còn cực kỳ nhiều mẫu luôn. Áo kiểu bầu à? Áo kiểu bầu thì như cái mã suông ấy thì chị mặc bon chen vẫn thoải mái được. Bầu này quần bò đi em, chị lấy cái chữ áo nhiều quá rồi. Không có kiểu, không có kiểu không xếp ly à. Kiểu xếp ly này mặc trẻ mà chị. Quần bò các chị muốn mua cặp khóa hay là cặp chun à? Quần bò thì em có nhiều mẫu lắm. Không có mà chân váy cơ mà. Đây nha. Đây màu này cũng nhã nhặn này chị Thảo này, màu bi này. Đây. Váy bi nhá. Đang sale là 90k một váy ạ. 90k nha mọi người nha. Đây bi này rất là đẹp này. Bi nhá, 90k nhá. Ai lấy váy bi thì comment cho em. Váy bi này sale 90k. Đấy rẻ nhất tỉnh Bắc Bộ luôn. Chỗ khác toàn là 200k trở lên. Đấy những cái mã này đa số là 200k trở lên này. Bi nhá, ai lấy thì comment bi cho em nhá. Bi 90k nha. Đây để em qua màu khác cho mọi người xem. Có nhiều màu lắm. Em dơ cho các chị xem. Bi 90k, ai lấy comment bi kèm số điện thoại cho em này. Đây hoa đỏ này nha.
Mẫu hoa đỏ này cũng 90k này các chị này. Mẫu hoa đỏ này cũng 90k nha chị Thảo ơi. Mã này có thể mặc bệt vai nha. Hàng von lụa. Đây toàn là hàng von lụa rất là đẹp này. Hoa đỏ này cũng 90k nhá. Nếu mà ai đấy thì comment hoa đỏ cho em. Hoa đỏ 90k. Cặp khóa đi em. Rồi ok. Vì cứ còn bỏ này em nhiều lắm ấy. Áo em mặc là 300k, sale xuống còn là 160 chị Trang ạ. Hàng thiết kế đấy. Rồi ok cho chị Hậu váy bi. Hàng này là hàng giống cái mã mà đợt trước chị mua là 200k hay là 220 nhỉ em, mà màu hồng lụa đấy. Đấy, cái hàng này là hàng thiết kế. Hàng thiết kế nhà này đấy, form chuẩn đẹp lắm. Đây nhá, màu vàng này nhá. Màu vàng này cũng 90k này. Đây. Rồi ok chốt cái bi cho chị Hậu. Em đang sale rất là rẻ, mọi người nhanh tay mua đi. Những cái mã váy này mọi người mua chỗ khác toàn khoảng 200k trở lên. Đấy. Đi làm, thượng chạp đi làm. Thế em toàn là váy xẻ thì đa số là mã hoa thôi. Đi làm thì đi làm thì những cái váy von này mặc đi làm vẫn được mà các chị. Công sở có mấy mã này, đen trắng này. Đen trắng hơn à? Chị bé, chị Thảo bé tí. Làm sao mà mặc vừa cái đấy nó còn xoay to. Nếu không nó đã dơ chị xem. À, chị Thảo có 42 hay 43 cân không mẹ ơi? Quần S mà còn người. Quần legging có á. Áo em đang mặc là 300k nhá, sale xuống còn 160 nhá mọi người nhá. Áo 300k sale xuống còn 160, anh cho các chị chia sẻ like. Em chủ yếu là mã váy đi chơi với lại mã váy mặc đi chơi thôi chị ơi. Đi làm thì có chân váy. Đi làm thì có chân váy với lại áo sơ mi. Đi làm chủ yếu thì chỉ có chân váy với áo sơ mi thôi. Mua giúp. Đây có cái mã này rất là xinh này các chị này. Mã này rất là xinh, em còn một chiếc này. 46-47kg. 46-47kg. Đây, còn cái mã màu vàng này rất là xinh này. Mã này là em đang sale ở còn 160 nhá. Mã màu vàng này em đang sale còn 160k này. Hàng này là vải cắt hàn nhá mọi người nha. Vải cắt hàn rất là đẹp luôn. Còn một chiếc màu vàng sale là 160 nhá. Ai lấy thì comment cho em. Mã này đang rất là hot luôn ạ. Mã cực hot luôn. Chị nào lấy váy vàng thì comment cho em nhá. Mã vàng này tầm khoảng từ 45 đến khoảng 50-52 cân, quay đầu mặc vừa nha. Mã vàng này nhá. Chị nào lấy thì comment vàng kèm số điện thoại cho em. Đi làm thì có thể mua áo sơ mi này chị này. Áo sơ mi em đang mặc này cùng với các loại chân váy. Em có cái mã chân váy ven này mà cũng đẹp này. Em có cái mã chân váy này mặc đẹp đấy chị này. Đây. Em có mã chân váy ren siêu đẹp luôn.
Quần bò khóa mẹ để ở khu nào nhỉ? À rồi ok, like được cái mã ba lỗ Chanel nhá. Quên mất cái mã đấy. Em thích thì quên cái mã đấy. Cái mã ba lỗ Chanel mà ấy đâu rồi này, cái hàng lụa ấy. Không phải con không xếp cái đấy. Để lên đi được. Em thử cái mã này cho mọi người xem nhé. Mẹ. Áo chống nắng bao nhiêu? Áo chống nắng thì em có một loại là 90 là hàng thô chị ơi. Hàng thô là hàng 90. Còn hàng lanh là hàng 170 chị ơi. Đây nha các chị nha, đây mã Chanel đây. Rất là đẹp luôn đúng không các chị? Siêu đẹp luôn này. Đây. Mã này là 120 một áo nha các chị nha. 120 một áo này. Em có màu vàng này, màu xanh này, màu trắng và màu đen. Hàng này là 200k đấy. Hàng loại 1 nhá mọi người nhá. Hàng loại 1 này. Cái mã này thì nếu mà mọi người muốn kín cổ ấy, thì các chị có thể đính một cái cúc bấm bé ở đây. Đính một cái cúc bấm nhá mọi người nhá. Có màu trắng này, màu đen này, màu xanh và màu vàng ạ. Màu trắng, màu đen, màu xanh, màu vàng nhé mọi người. Mã này các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu thôi. Đây, 55 cân quay đầu nhá. Ai lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Hàng cao cấp luôn. Phong Thái. Phong Thái còn, Huyền Linh Na ơi, em còn Phong Thái nha. Đây nha, mã này. Mã này các chị muốn kín cổ thì các chị có thể nhá, đính vào như thế này. Đấy, đính một cái khúc bấm thôi. Hàng Quảng Châu xịn luôn này, này các chị này. Mình nhìn tem mát của nó thì biết này. Chất lụa. Hàng Quảng Châu xịn nhá, chất thì là chất lụa. Lụa quả đẹp luôn. Chất lụa nhá, màu trắng, màu xanh và màu vàng. Chị nào lấy màu nào thì comment cho em. Áo Phong Thái mình còn nhá.
Chị nào chốt áo lụa này thì comment cho em nhá. Màu xanh này các chị này. Màu xanh nha, mặc rất là mát luôn. Cái này thì có một cái cúc đính bên trong như thế này này. Mọi người đính cúc chéo bên trong như này nhá. Đây, buộc dây qua đây. Chị nào không thích thở thì làm một cái cúc bấm. Đấy. Quá đẹp luôn nha mọi người nha. Màu xanh quá đẹp luôn này. 120 một áo nhá. Ai lấy thì comment cho em. 120k thôi. Rồi chị Đặng Hùng cái màu đen này. Chị Lân vẫn chưa nhận được hàng à? Em gửi được mà. Chốt màu đen cho chị Đặng Hùng nhá. Em gửi mấy hôm rồi chắc sắp nhận được rồi chị ạ. Cái này không sexy quá đâu đây này. Ví dụ nhá, mọi người không thích hở như thế này này thì mọi người đính một cái cúc bấm ở đây. Đấy. Các chị có thể đính một cái cúc bấm ở đây. Không hề hở một tí nào luôn các chị ạ. Không hề hở hở nhá. Mọi người đính một cái cúc bấm ở đấy là ok luôn. Khi tỏ mặc sexy một tí cũng được mà cho trẻ trung được các chị nhỉ. Em chốt áo này cho chị Đặng Hùng nha. Chị Hậu có mua luôn áo này không nào? Mua luôn áo sexy này. Vẫn em vẫn còn đủ màu nhá mọi người nhá. Vẫn còn đủ màu, màu trắng, màu đen, màu xanh và màu vàng ạ. Chị nào chốt mã này thì comment cho em nhé. Vẫn còn đủ màu, áo lụa rất là đẹp. Chất đẹp lắm ấy. Chất thực sự là chất rất là đẹp luôn. Em đảm bảo chất đẹp với mọi người, hàng loại 1 mà. Hàng Quảng Châu loại 1 luôn đấy ạ. Đấy, đẹp lắm, chị nào lấy thì comment cho em. Y ảnh em đăng nhá, y ảnh em úp luôn. Chuẩn tem mác này mọi người này. Chị nào chốt thì comment mã này cho em để em chuyển qua mã khác nhé mọi người nhá. Còn nhiều mã đẹp lắm ấy các chị ạ. Em còn, để em ra lấy nhé chị Hiền Lina nha. Phong Thái còn nhiều mẫu mà. Nhiều mẫu để em lấy. Quần bò thì nhà em còn nhiều mẫu lắm. Đây Phong Thái nha mọi người nha.
Đây để em mặc phong thái cho mọi người xem này. Áo chống nắng với em có treo đằng sau đây chị này. Hàng lanh là 170, còn hàng thô thì là 90k thôi chị Kim Hoa Trần ơi. Riêng nhưng mà đến lúc cái lúc mình rút nó khó. Đây nhá, à phong thái này. Hàng này là hàng 201 nha, em còn một chiếc màu đỏ, sale còn 101 này. Từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá. Từ 40 cân đến 60 cân vừa đỏ ạ. Chị nào lấy đỏ comment cho em nhá. Đây mã này là hàng phong thái xịn luôn này. Em còn cả cái mã lệch vai này này. Em có nhiều mã lắm, chị Hiền Lina muốn mua mã nào có cái mã lệch vai này cũng đẹp này. Toàn bộ thì là hàng thái xịn thôi. Đây. Toàn bộ là hàng thái xịn. Đấy. Em kiểm tra còn duy nhất một cái đó chị Lân ạ. Em kiểm tra còn sót một chiếc. Đây nha. Màu vàng này các chị này. Màu vàng nhá. Đây, hàng màu vàng này là 90k, còn mã nhen đang mặc là 110k nha. Em có nhiều mã lắm. Không biết là các chị muốn mua mã như nào. Chị nào lấy đỏ thì comment đỏ cho em nào. Có chị nào chốt đỏ không ạ? Còn một chiếc duy nhất thôi nhá mọi người nhá. Còn một chiếc duy nhất thôi. Chị nào lấy nốt đỏ thì comment đỏ cho em. Đỏ kèm số điện thoại cho em. Lệch vai giá là 90k nha Hiền Lina nhá. Có màu trắng, màu vàng và màu xanh. Theo là 90k. Có màu trắng, màu vàng, màu xanh nha chị Hiền Lina nha. Đây, màu trắng, màu vàng, à màu trắng, màu vàng và màu xanh. 90k một áo nhá, hàng thái xịn luôn. Chuẩn tem mát luôn này các chị này. Đấy. Lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em để em chốt. Áo em mặc không còn rêu đâu chị ơi. Áo em mặc em còn duy nhất một chiếc màu đỏ thôi. Rêu thì em có mã khác. Ship code 30k trên toàn quốc ạ. Ship Hà Nội thì nếu mà nhanh thì khoảng là 1 đến 2 ngày, còn lâu thì khoảng 3-4 ngày. Còn tùy từng nơi ạ. Đây, rêu em có mã này này. Đây, mã đính ngọc rất là đẹp luôn. Áo lệch vai chất thích lắm. Hàng thái mà mọi người, hàng thái thì mọi người yên tâm về chất rồi. Đây, chất đều đẹp hết ạ. Đây nhá, rêu thì em có mã này. Mã đính nơ này có màu trắng, màu vàng, màu rêu và màu đỏ ạ. Chị nào lấy đi comment nhá. Chỉ có duy nhất cái mã em đang mặc là 110k thôi, còn những mã còn lại chỉ có 90k một áo nhá. Những cái mã còn lại này đều 90k hết này các chị này. Đây. Đều 90k hết. Ai lấy rêu thì comment rêu cho em. Rêu hoặc đỏ hoặc vàng. Lấy mã nào thì comment mã đấy cho em nhé. Kèm số điện thoại cho em. Mã đình đá này đẹp mà các chị. Mã đình đá này trẻ đẹp này. Đấy. Đình đá rất là đẹp luôn. Mà chất toàn bộ là chất mát lạnh hơn. Mát lạnh luôn. Hàng này toàn bộ là hàng 120. Sale còn 90. Còn hàng em đang mặc là 201, sale còn 101 nhá. Những cái mã này em bao từ 40 cân đến 60 cân các chị mặc thoải mái luôn ạ. Chất của nó chất phông zip mọi người này. Chất phông zip nhá, mọi người nhận được hàng thì chỉ có mê ly thôi.
em nhận hàng ai cũng ưng luôn. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ 5, chiều thứ 7 nhận được không? Chắc là chiều thứ 7 nhận được ấy chị ạ. Tại vì là em nghĩ là từ đây Hà Nội thì chắc cũng tầm đấy thôi. Thứ 5, thứ 6, thứ 7 chắc là nhận được thôi. Tại vì là còn tùy bill nhá. Có khi là đến nơi rồi nhưng mà người ta quá tải hàng ấy, người ta vẫn chưa phát cho mình đâu. Nếu mà chị ở gần ý, chị có thể ra bill hỏi cho em. Đấy. Rồi ok, chị nào lấy áo lệch vai thì cho em xin số điện thoại nhá. Áo lệch vai hàng Thái này là 90k này. Chị nào lấy thì comment cho em xin số điện thoại, màu kèm số điện thoại cho em. Đấy, em có màu vàng, màu xanh và màu trắng nhá. Có cả xanh luôn. Đây, xanh đây này các chị này. Hàng này thì mọi người yên tâm về chất lượng của nó rồi. Đấy, chị nào lấy màu nào thì comment cho em xin số điện thoại nhá. Màu kèm số điện thoại cho em để em chốt ạ. Toàn bộ là hàng đẹp à, em còn lẻ màu lẻ ấy mẫu nên là em mới sale thôi. Toàn bộ hàng 120, 130 trở lên mọi người nhá. Sale là 90k hết cho các chị ạ. Ai lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Các chị mua luôn một đôi đi. Mua luôn một đôi đi mà thích mà. À, phí ship nhà em thì ship code 30k trên toàn quốc. Các chị mua một chiếc, mua một chiếc cũng 30k. Mà các chị mua 10 chiếc em cũng chỉ lấy 30k thôi. Ship đồng giá nhé mọi người nhá. Ship đồng giá 30k trên toàn quốc rồi. Bạn nhớ ghi chiều thứ 7 15 giờ chiều tới nhận. Chị ơi, chị Hiền Lina ơi, em không chắc chắn được đâu. Tại vì là em cũng chỉ đoán là tầm đấy nhận được thôi. Đấy, gửi cho khách Hà Nội thì có khi là hôm trước hôm sau đã nhận được, nhưng mà còn phải tùy bill của khu chị nữa cơ. Nếu mà ok thì chị chốt giúp em nhá. Tại vì là em không chắc chắn được đến, nếu mà đến hôm đấy mà chưa nhận được thì do bill điện ấy chưa nhận được ấy thì lại bảo là không ấy nữa, chị không lấy nữa thì chết em. Đấy, hàng này là hàng sale rồi. Đây nha, em còn có cả mã này nữa này, mã cổ tim nữa này. Có chị nào thích cái mã cổ tim này nữa không? Đây, mã cổ tim đằng sau có choker rất là điệu luôn. Hai bên vai thì là thêu nhá các chị nhá. Đây, thêu đây. Áo chống nắng dài chị ơi. Áo chống nắng dài nhá, có hai loại. Thô là 90k, lanh là 170. Quần lệch ginh. Hả? Quần legging cốt tông này. Các chị hỏi để mua thêm cùng đơn. Bây giờ nhiều hàng lắm. Con bảo xếp đọc hết ra đây, chị nói xếp ở trong nó không tìm. Còn con nó xếp ở đường không biết làm sao. Chị cũng không được xếp, bây giờ con biết món. Đây nha, ai lấy áo thì comment cho em. Cổ tim có màu khác, có nhiều màu. Cổ tim có nhiều màu đây này chị này. Có màu vàng, màu trắng, màu đỏ. Màu vàng, màu trắng, màu đỏ nhá. Cổ tim có màu vàng, màu trắng, màu đỏ nhá chị nha. Đây, quần bò này các chị này. Chống nắng dài lanh giá là 170 nhá. Hàng lanh đẹp, hàng lanh Thái đẹp nhá. Đây, quần bò đây nhá. Quần bò này. Quần bò Gucci theo này các chị này. Em còn một chiếc nhá, sale là 170k. Size 26. Đây, hàng bò co giãn này.
Chị nào lấy xeo nốt 150 cho mọi người này. Còn lấy sai xeo nốt 150 cho các chị nhá, size 26 này. Size 26 nha mọi người nhá. Toàn bộ là hàng hơn 200 hết, hàng Gucci theo này. Hàng hơn 200 hết nha mọi người nhá. Theo là 160, size 26 này các chị tầm khoảng 45 cân quay đầu. Quần bò đây chị Hậu này, quần này chị mặc được, cái này em còn một chiếc thôi, theo rẻ này. Hàng hơn 200 đấy. Đây này, bò có giãn này. Quần bò màu này size 9 em hết rồi này. Nói chung là những cái mẫu này em còn lẻ size thôi. Có nhiều mà, có nhiều mẫu lắm. Em cứ like đến cái nào thì em bán cái đấy nhá. À, like đến size nào thì em bán size đấy. Tại vì bây giờ còn không biết là nó còn đủ size hay không ấy. Toàn bộ là hàng hơn 200 hết, đang sale là 150. Bò này là dáng ôm nha mọi người nha. Bò này là dáng ôm này. Em còn một chiếc size 26 bò Gucci theo ạ. Sale là 150 cho các chị này. Đây mọi người nhìn chất thì biết rồi. Chất thì co giãn nhá. Co giãn sướng luôn. Đấy, sale là 150 cho các chị này. Chị nào lấy thì comment nhá. Hàng xuất xịn luôn. Đây, tem mác đầy đủ luôn này. Gucci theo này. Chị nào lấy thì comment nha, 26 kèm số điện thoại cho em. Tìm thêm có 29 mẫu nào. Nhiều mã lắm ý. Chị vừa đấy, chị Đinh Mạnh Hoàn ơi, chị vừa. Bạn cho tớ một cái màu vàng lệch vai và một cái màu trắng cổ tim. Tớ ok, Hiền Lina. Chân váy kia, chị lấy cái chai neo đi. Đây để em dỡ lại cho chị xem. Size S em chỉ có chai neo. Rồi ok, size 8 em có chị Thảo ơi. Đây nhá, chốt cái chai neo đấy chị nhá. Chai neo này đẹp mà. Form của cái này mà cũng đẹp. Có size 28 á. Còn size 28 này. Đấy, hàng mắc da nhá, toàn bộ hàng mắc da, hàng mắc theo nhá mọi người ạ. Nhìn tem mác của nó thì biết này. Em còn một chiếc size 28 nhá. Em size 8 nhá, tem mác thì biết này. Cái này là hàng 320, sale còn 160 nhá. Đây. Chất thì ôi giời ơi, mọi người nhìn khôn quần không? Cái chất bò của nó này. Nhìn khôn quần không? Có giãn thoải mái. Còn một cái size 8 nhá. Đây, em chốt cái bé cho chị Hậu nhá. Chốt cho chị Hậu cái size 6 này nhá. 54 cân thì mặc size gì? 54 cân thì mặc 28.
cái xanh bò Hàn này. Một cái xanh bò Hàn size 8 này. Đây, bò Hàn này. Áo em mặc có bán á, áo em mặc là 201, sale còn 101. Rồi ok, 28 này chốt cho chị Thảo nhá. Đây chị Thảo này, hàng đẹp mê ly luôn. Cái này mọi người mà nhận được hàng nhá, phê luôn này. Đấy, mắc da em mọi người nha, mắc da này. Đấy. Em chốt 28 này cho chị Thảo nhá. Toàn bộ là hàng 250-300. 60 cân 1m68 có khi vừa nhưng mà em hết rồi. Để em chuyển qua mã khác. Thảo đâu nha? Đây. Chốt cho chị Thảo này. Còn một chiếc size 28 bò Hàn này mọi người này. 54 cân là size 8 đấy chị ơi. Còn một chiếc size 28 bò Hàn nhá. Bò Hàn này. Này mọi người này, nhìn chất quần này. Sướng không? Mua trong shop còn 350 luôn. Sale 160 nhá. Cái này sướng nhẹ ạ. Em lấy vào đã là gần 300 rồi. Bò Hàn nha, còn một chiếc này. Chị nào lấy thì comment xanh 28 cho em. Mã này là size 28 cho các chị tầm khoảng từ 50 cân đến khoảng 55 cân nhá. Size 8 à mẹ? Cái này tầm khoảng 54 cân, 53-54 cân. Không, con mặc còn vừa đấy mà. 61 ký cao 1m64 mặc vừa áo như em đang mặc. 50 cân thì mặc 27-28 đều được. Em còn một chiếc 27 em còn một chiếc 28 xanh này. Đấy. Bò Hàn đấy em nghĩ là chị không vừa đâu chị Lan ạ. Đây, còn một mã 9 tấc này, size L này. Lan ơi, đây này, em còn một cái này em sale cho chị này, 200k này. Cái này em sale cho chị 200k này. Đây, hàng này là hàng 350 này. Chị Lan vừa cái này này. Chị Lan vừa cái này, 60 cân nhưng mà cao 1m68 vừa cái này này. Tôi sale 180 cho hết. Hàng này là hàng 350 nhá, mọi người mua ở shop tầm khoảng 450-500. Hàng bò suất ạ. Siêu mềm, đẹp luôn. Đây giá này giá bếp ghi này. Đây em còn một chiếc này siêu 180 này. Áo em mặc thì chỉ còn một màu chị Nga Trần ạ. Đây nhá chị Lan, nếu mà lấy cái 180 thì comment 180 cho em này. Cái này chị mặc vừa này. Cái này là hàng 350, hàng bò suất mà. Hàng bò suất đẹp luôn đây này. Em mát này. Mềm lắm, chất mềm co giãn lắm. Đấy. Chất mềm co giãn lắm này các chị này. Siêu đẹp luôn. Size M nhưng mà form rộng, form này form rộng, dáng baggy ấy. Mặc với áo phông quá đẹp luôn. Con này mặc áo phông quá đẹp luôn này. Dành cho các chị 55 cân đổ lên nhá. 53, 54, 55 cân đổ lên này. Cái 180 này nhá, ai lấy thì comment này. 180k kèm số điện thoại cho em này. Một chiếc tám kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nha. Ô, còn một cái con size 9 này. Anh 9 như thế này cũng bé được. Chân váy bò 54 cân. 54 cân thì mặc size L. Rồi ok, em chốt chị Lan này nha. Đẹp thực sự luôn chị này. Hàng này cái này suốt đẹp mà. Đây này, nhìn cái chất bò bên trong này thì biết rồi này các chị này. Đấy, bò này đẹp cực kỳ luôn. Em chốt cho chị cái này. Đẹp. Cái nào em bảo đẹp kỳ là hàng đẹp lắm. Chuyển mẫu nha mọi người nha.
387. Số đuôi 387. Đây em còn một cái này bé này. Một cái này bé nhá, nó chỉ tầm khoảng 42 43 cân quay đầu này. 54 cân mà size L nhá chị Hiền Lina nhá. 54 cân thì mặc size L. Đây, em còn một cái màu xanh sáng này, size bé này. Tầm khoảng 43 44 cân quay đầu thôi này. Cũng xem 150 cho các chị nhá. Xem 150 hết cho mọi người này. Tưởng mày về rồi mà. Đây, màu xanh sáng nhá. Ai lấy thì comment xanh sáng này, 150 này các chị này. Size này tầm các chị 43 44 cân quay đầu thôi nhá. Size bé nhá. Bò này bò chín tóc các chị ạ. Màu xanh sáng này, cào nhẹ này. 150 cho chị nào này. Đây, còn một cái chín tóc này nữa, size L này. Size L này các chị này, tầm khoảng 55 cân quay đầu này. 150 này. Đây, 150 cho các chị nhé, hôm nay sale hết luôn. Toàn bộ là bò đẹp thôi. Đây, cái mã này cũng sale 150 cho các chị này, gấu đính ngọc này. Gấu đính ngọc như này nhé mọi người nhá. Gấu đính ngọc luôn. Cũng sale 150. Mẹ ơi còn Nhi ở đây. Nhi nó vừa sang đây. Nào lấy chốt cho em nha. Rồi ok, xem lại chân váy bò. Một lệch vai vàng này. Một cổ kim trắng. Cái quần bỏ em để cho chị là quần cạp cao à em? Chị mới sinh xong không mặc được quần cạp trễ. Quần cạp cao chị ơi, quần đấy là quần cạp cao nhá, chị mặc thoải mái luôn. Mẹ ơi, cái đứt chân chị Phạm Ngọc Lan đâu mà hôm nọ có cái quần baggy kẻ. Con tìm không? Thấy mẹ tìm đi. Gấu đinh ngọc là size bao nhiêu? Gấu đinh ngọc là size 29 ạ. Gấu đinh ngọc là size 29 nhá. Rồi ok, mai em gửi cho chị Trung, chị Đặng Hồ. Cái gấu đinh ngọc này á? Đây, sale nốt 130 cho chị này. Cái gấu đinh ngọc này sale 130 cho chị. Sale 130 cho các chị nhá. Còn là hàng 250. Đây, mác lụa thì biết rồi đấy. Đấy, em sale nốt này 130 cho các chị này. Size 29. Đây là dáng lỡ nha mọi người nha, mặc đến mắt cá chân ạ. Dáng này dáng lỡ mặc đến mắt cá chân nha mọi người, xem nốt 130 nhá. Đến dưới mét 6 là đến. Trên mét 6 là bên trên một tí. Đây chân váy đây Hiền Lina này. Chân váy bò có rắn. Sướng luôn nhá.
Đây, tiền Lina nha, em có hai màu là màu đậm với màu nhạt nha. Đây, màu đậm này là Gucci đính đá này. Chị nào lấy cái nào comment cho em nha. Đây, có ai lấy mã này được không nào, để em nghỉ nào. Chị nào lấy mã nào thì comment cho em nha, để em xin phép nghỉ nha. Mã Gucci để đánh đá này. Dạ. Sau đây mọi người mua gì thì cứ mọi người xem lại nhá, chụp ảnh màn hình inbox cho em nha. Xin chào tất cả mọi người ạ, chúc các chị ngủ ngon nhá. Ai mua gì thì sau like xem lại màn hình inbox cho em. Xin chào.